Xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin hướng dẫn cách cài đặt ngày giờ, cài đặt báo thức và ngày sinh nhật cho cái đồng hồ báo thức ghi nhớ màu xanh lá này. Thì đầu tiên mình lắp pin này, ba cục pin con thỏ vàng này. Rồi. Đây thì mình phải lấy nguồn USB để cho nó sáng và dễ nhìn hơn. Đó. Thì cái thời gian mặc định của sản phẩm này khi chưa lắp pin, khi mới lắp pin vào là 12 giờ. Thì để cài đặt, ví dụ như cài đặt ngày, giờ, tháng, năm, thì các bạn sử dụng cái nút đây, nút ở đây để chuyển. Ví dụ như sang đây này thì cài đặt nhiệt độ này, cài đặt năm này, chuyển tiếp là ngày, tháng, thứ. Đây là báo thức này, thì có ba báo thức, 1, 2, 3. Đấy, cài đặt ngày sinh nhật này, đến thời gian này. Rồi thì bây giờ mình cài đặt ngày giờ này, thì các bạn ấn set để ở cái màn hình hiển thị là giờ, nhấn set 3 giây. Đó. Thì đây là hiển thị cái định dạng ngày giờ đấy. Thì các bạn ấn tăng định dạng 12 giờ hoặc là 24 giờ. Đây, ấn tăng hoặc giảm. Đây. Thì mình để 24, định dạng là 24. Và ấn set để nhảy sang cái cài đặt giờ này. Thì đây là mình cũng ấn tăng giảm. Bây giờ là 14 giờ. Rồi, mình ấn set tiếp. Đó, nó chuyển sang phút này. Bây giờ là 48 này. Đó. Nó lại ấn set tiếp. Rồi. Thì là mình cài đặt giờ xong, mình nhấn thằng đây là cài đặt nhiệt độ, thì vẫn nhấn set thì nó sẽ nhảy là bạn muốn hiển thị độ F hay là độ C. Ở đây mình nhấn độ C, mình nhấn set thêm lần nữa, nó nhảy sang độ C. Đây là cài đặt 5 này, thì để màn hình hiển thị 5 nhé, bạn nhấn set 3 giây. Đó, khi mà nháy này thì các bạn ấn tăng giảm. 2017 này. Đó. Rồi, các bạn ấn set. Là nó chuyển sang đây là mâm M đấy. Là tháng này. Là hiện tức là mình khi mà mình ấn tăng giảm này thì nó sẽ là ngày trước hay là ngày trước hay là tháng trước hay là tháng trước ngày sau. Thì các bạn ở đây mình chọn ngày trước này, tháng sau này, ấn set này. Này. Hôm nay là mùng 1 tháng 3. Ôi, ấn giảm ra. Đấy, thứ năm này nó sẽ tự nhảy năm. Rồi đây là tháng này thì mình cũng ấn tăng ấn giảm thôi. Hôm nay là mùng 1 tháng 3 rồi, xong mình đã cài đặt trong ngày tháng năm. Đó, thì đây là báo thức này. Đó, báo thức thì các bạn cũng làm tương tự thôi, cũng nhấn set 3 giây để nó nhảy vào cái chế độ cài đặt giờ. Ví dụ như mình cài đặt là 6 giờ, 7 giờ, đấy, nhấn set tiếp để nhảy trong phút này. Đây là mình cài đặt cái chuông báo thức này, thì các bạn cứ ấn tăng giảm để nó thay đổi cái chuông báo thức. Thì chuông báo thức này có 16 kiểu chuông. Rồi,
các bạn nhấn xét. Ok. Đấy. Mình nhảy sang mình nhấn tiếp mod là nó sẽ nhảy sang nhấn nút kia này, nó sẽ nhảy tiếp sang cái báo thức thứ hai và báo thứ ba. Rồi, ngày sinh nhật mình cũng làm tương tự như thế. Và đây là 4 giờ. 4 giờ thì để bấm tăng thì mình sẽ nhấn giữ cái phím tăng này tầm 3 giây là sẽ tăng. Alo. Xin lỗi các bạn. Đây này, bấm này, các bạn nhấn set là nó sẽ đếm tăng này. Đó. Thì cái thời gian đếm này là tối đa là 1 giờ. Đó. Rồi, thì đang đếm này, để xóa cái đếm này, các bạn nhấn dừng đã, nhấn set này. Nhấn set để dừng, rồi nhấn tăng hoặc giảm 3 giây. Đó. Thì nó xóa về không đếm nữa. Rồi. Các bạn quay trở lại. Rồi. Thì bây giờ là mình đang để ở chế độ là nó sẽ nhảy tự động nhảy thời gian này. Ở đây mình có hai cái đồng hồ. Thì một cái mình để là nó sẽ chạy mỗi giờ không, và một cái là nó sẽ nhảy tự động này. Đó. Đó. Thì trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn cài đặt thời gian cho cái đồng hồ ghi nhớ này. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của nhóm. Và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.